Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 1. Chúng ta sẽ nghe và kể câu chuyện Quạ và Công, tuần học 21, bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Trước khi các con chúng ta nghe cô kể chuyện thì cô mời các con quan sát vào trong bức tranh cho cô biết trong bức tranh của chúng ta có những con vật nào. Trong bức tranh các con nhìn thấy chúng ta có con vật đầu tiên, đó chính là con quạ. Con quạ có bộ lông màu đen. Và trong bức tranh chúng ta có một con vật nữa, đó chính là con công. Con công thì có bộ lông rất là sặc sỡ, rất là đẹp. Vậy vì sao mà chú quạ lại có bộ lông màu đen và chú công lại có bộ lông rất là đẹp như vậy? Thì cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô chúng ta tìm hiểu câu chuyện Quạ và Công và tập kể câu chuyện Quạ và Công nhé. Sau đây mời các con chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Quạ và Công. Ngày xưa, Quạ và Công đều có bộ lông xám xịt. Một hôm, hai bạn gặp nhau và bàn bạc tìm màu vẽ lại bộ lông cho đẹp. Đầu tiên, Quạ vẽ cho Công rất khéo léo. Quạ tô màu xanh óng ánh lên mình và cổ của Công. Trên mỗi chiếc lông đuôi màu xanh sẫm, Quạ lại điểm thêm những đốm tròn lung linh như mặt trăng tỏa sáng. Công vô cùng hạnh phúc, xòe chiếc đuôi của mình như chiếc quạt để phơi nắng cho nhanh khô. Đến lượt Công vẽ cho Quạ. Khi Công mới vẽ xong cái cổ đen có khoang trắng thì nghe thấy tiếng đàn chim ríu rít rủ nhau sang đám cỗ làng bên. Đàn chim hối hả bay nhanh vì bên đó có nhiều gạo thịt ngon lành. Quạ háo hức muốn bay theo đàn chim ngay. Nó sốt ruột luôn miệng giục Công vẽ nhanh lên cho mình. Quạ còn nói với Công: "Mau lên, mau lên, cậu đổ hết cả màu lên mình tớ cũng được." Công khuyên Quạ hãy bình tĩnh, nhưng Quạ không nghe. Trong đầu Quạ chỉ còn nghĩ đến những miếng mồi ngon ở đám cỗ. Trong lúc hấp tấp, Quạ hất tay vào Công, làm Công đổ nguyên một chậu mực đen lên người Quạ. Sau đó, Quạ vội vã bay đi kiếm ăn. Từ đó, Quạ khoác lên mình bộ lông đen thui, xấu xí, khác hẳn bộ lông rực rỡ, tuyệt đẹp của Công. Các con vừa được nghe câu chuyện Quạ và Công. Vậy các con đã biết vì sao mà Quạ lại có bộ lông màu đen và Công thì có bộ lông rất là đẹp chưa? Qua câu chuyện Quạ và Công thì các con thấy Quạ có gì đáng chê? Theo cô thì câu chuyện cho thấy được là Quạ có cái điều đáng chê, đó là Quạ là một người hấp tấp, nóng vội, tham ăn, không bình tĩnh, cho nên hậu quả đó là Quạ có một cái bộ lông màu đen xấu xí. Thì qua câu chuyện Quạ và Công thì các con chúng ta cũng nên rút ra cho mình một bài học, đó là làm gì chúng ta cũng phải có cái sự kiên trì, bình tĩnh và cẩn thận.
chứ không được như quả là nóng vội, hấp tấp, và đặc biệt đó là lại tham ăn nữa nhé. Sau đây thì các con chúng ta sẽ quan sát tranh, sau đó thì trả lời các câu hỏi ở dưới tranh. Rồi các con hãy kể lại từng đoạn của câu chuyện. Các con hãy liên kết các cái đoạn của câu chuyện lại để kể thành một câu chuyện. Cô mong rằng các con chúng ta sẽ kể thật là tự tin, kể bằng lời của mình, và cái lời kể của mình làm sao cho nó phù hợp với nội dung của từng bức tranh nhé. Chúc cho các con chúng ta hoàn thành thật là xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo nhé.